Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bánh đúc truyền thống nhé. Đây các bạn vôi đây, mình đã cho vào đây để mình các bạn cho mình đổ bạn cho mình đổ từng này vôi nhé, vôi để các cụ ăn trầu với các bạn ạ. Để mình pha vào nước để mình đun gạo các bạn nhé. Mình pha vào nước để mình đun gạo ấy. Lạc mình đã ngâm đây các bạn ạ, và gạo đây. Sau đó mình sẽ chắc cái nước vôi trong này để mình ngâm gạo các bạn nhé. Các bạn để cho nó lắng xuống cho mình tầm 15 phút nhé. Cho cái vôi nó lắng xuống thì khi mình quấy bánh đúc ấy, nó không bị lồng của mùi vôi nhé. Nếu mà các bạn mà đấy nó chưa hết ấy, thì nó sẽ bị lồng không ngon các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi mình để gạo nước vôi nó lắng xuống nhé, thì các bạn chắc cho mình lấy nước trong để mình ngâm gạo thôi nhé. Các bạn ngâm qua đêm là mình có thể quấy được bánh đúc nhé. Hoặc các bạn ngâm cho mình từ 8 đến 10 tiếng nhé. Đấy, phần nước vôi đục này thì các bạn bỏ lại cho mình nhé. Thì chỉ lấy phần trong thôi. Và các bạn quấy đều lên cho mình nhé. Rồi, bây giờ các bạn cứ để đây cho mình nhé. 8 tiếng sau mình sẽ quấy nhé. Lạc và đậu qua đêm rồi, mình bây giờ mình sẽ đi vo gạo nhé. Lạc mình đã vo rồi đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ vo gạo cho sạch hết cái nước vôi trong này đi nhé các bạn nhé. Để mình nấu nhé. Sau đó mình vo sạch ấy, sau đó các bạn cho vào cối thì mình xay nhé. Các bạn phải vo sạch cái nước này đi nhé. Thì không có thì mình ăn ấy, thì bánh đúc của mình nó sẽ bị lồng nhé, và không ngon nhé. Bây giờ mình sẽ vo sạch đi các bạn ạ. Đây các bạn, sau khi mình vo sạch gạo nhé, đây, và bây giờ mình sẽ cho vào cái cối để mình xay các bạn nhé. Các bạn mà xay ấy, thì mình quấy nó sẽ nhanh hơn nhé. Nếu mà các bạn không xay ấy, mà các bạn quấy nguyên gạo như thế này ấy, thì nó rất lâu được các bạn ạ. Các bạn quấy hàng tiếng đồng hồ vẫn không được nồi bánh đúc đâu. Nhưng các bạn làm theo cách này của mình thì mình chỉ quấy tầm 20 phút là chín thôi các bạn ạ. Và bánh đúc của mình vẫn ngon. Bạn xóc hết gạo và cối cho mình. Các bạn ăn nhiều, các bạn có thể làm với số lượng nhiều nhé. Mình ăn ít nên là mình chỉ làm ít thôi, ăn hết thôi. Và thích ăn thì mình lại làm nhanh, không phải mất nhiều thời gian như quấy bánh đúc kiểu kia thì nó như mất nhiều thời gian, thì các bạn cần làm nhiều để ăn. Đây mình thích ăn lúc nào mình làm, lúc thì xong 20-30 phút thì là mình sẽ có nồi bánh đúc ngon nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào cối để mình xay các bạn ạ. Đây các bạn xay cho mình đây. Để cái phần cắn này mình cho nước thêm vào, mình xay thì nó sẽ mịn hơn các bạn nhé. Sẵn phần nước con đổ ở trên và cái phần cắn gạo lại, các bạn xay lại tiếp cho mình nhé. Thì nó quấy bánh đúc của mình vừa ngon mà lại vừa nhanh chín, mịn. Rồi mình lại xay tiếp. Thì với từng này gạo thì các bạn thì cho mình tầm 800. Như vậy là mình xay xong đấy các bạn ạ. Và các bạn cho mình vào nồi này nhé, để mình nấu nhé. Mình sẽ tráng cối các bạn ạ. Các bạn chọn cho mình cái nồi nó dày một tẹo nhé, để mình quấy bánh đúc thì nó có ngon hơn và nó không bị bén nồi các bạn nhé. Đây, bạn cho mình khoảng từng này nước nhé, để mình đi lên để quấy nhé. Các bạn bật bếp lên cho mình nhé, và mình sẽ quấy, nó bỏ bột nó sẽ lắng xuống thì
các bạn phải quấy lên, còn bột nó lắng xuống thì nó sẽ làm cho bén mồi và bị cháy các bạn nhé. Quấy thêm chút nữa thì nó sủi, thì sau đó các bạn không cần quấy cũng được. Và mình sẽ cho lửa nhỏ dần, mới đầu các bạn cho lửa hơi cho khá một chút để cho nó nhanh sủi các bạn nhé. Để cho bột này ngấy thì các bạn cho mình ít muối nhé. Đây các bạn cho mình nửa từng này muối nhé. Mình cho bánh đúc vừa phải thôi các bạn ạ. Vì bánh đúc thì mình phải ăn với tương thì nó mới ngon. Chứ còn bánh đúc mà mình ăn không có tương thì cũng không ngon lắm các bạn ạ. Quấy cho mình nhé. Rồi các bạn đổ lạc vào cho mình nhé. Và các bạn cho mình một chút dầu ăn nữa nhé. Mình cho luôn, sau đó mình quấy một thể các bạn ạ. Mình quấy này để cho cái phần bột ở dưới nó không bị lắng lại, như cả muối nó tan đi. Thì còn lại mình quấy thì các bạn nên cho bánh muối hạt nhé. Các bạn đừng nên cho bột canh hay gì cả. Đây là món bánh đúc truyền thống thì ngày xưa các cụ chỉ dùng muối hạt thôi các bạn, thì nó mới ngon. Các bạn sủi rồi thì các bạn giảm bớt lửa cho mình nhé, không quá lâu dễ cháy lắm. Các bạn cho lửa nhỏ nhé, để cho nó chín từ từ bột đấy các bạn ạ. Như thế này là đặc quá, các bạn có thể cho thêm một chút nước nữa nhé. Khi mình quấy mà bị đặc quá thì các bạn nên cho một chút nước nhé. Như thế này này, các bạn quấy chỉ cần bột nó như thế này thôi là được nhé. Và bây giờ mình sẽ đẩy vung lại các bạn ạ. Mình đẩy vung lại 5 đến 10 phút sau đó mình chuyển sang nhé. Cứ 5 phút sau các bạn lại chuyển sang một lần nhé. Cho lửa nhỏ này các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi được 5 phút các bạn lại kiểm tra cho mình nhé. Đây, và bây giờ mình lại quấy nó lên các bạn nhé. Các bạn quấy cho mình nhé, để cho cái bột ở trên cũng chín và dưới cũng chín nhé. Rồi các bạn lại đẩy vung lại cho mình nhé, và 5 phút sau mình lại quay lại mình quấy. Các bạn chỉ luôn cho mình tầm 20 đến 25 phút là sẽ được nồi bánh đúc thôi. Đây các bạn, sau 5 phút mình lại kiểm tra nhé. Các bạn lại quấy nhanh cho mình nhé. Đấy, mình cho lửa nhỏ lên các bạn, không cần phải ngồi đúng quấy. Nhiều bạn mà quấy mòi cái tay ra không được nồi bánh đúc các bạn. Vì mình cứ cho lửa nhỏ, khi này mình cứ số lượng ít như này thì không lo là bị cháy hoặc là gì cả. Và bây giờ các bạn kiểm tra cho mình xem bánh đúc của mình đã chín chưa nhé. Nồi của mình đã dốc vào đây các bạn ạ. Nhưng mà mình phải xem độ chín của bột đã chưa nhé, là được không. Bánh đúc như mình ăn như thế này là vừa rồi. Còn mình chấm một chút tương nữa là được. Nhưng mà hạt bột nó vẫn chưa được dền và ngon. Các bạn đợi bưng cho mình tầm 3 phút nữa nhé. Đây các bạn, bây giờ mình kiểm tra nhé. Em bánh đúc của mình chín chưa các bạn nhé. Ăn thử. Chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho ra nia nhé. Các bạn đổ luôn ra cho mình nhé, không có là bánh đúc của mình nó sẽ bị quánh lại ở nồi ấy. Là mình đổ nó sẽ không bị không dốc thôi các bạn ạ. Các bạn kết hết cho mình. Khi đã kết hết như này rồi các bạn để cho mình tầm nửa tiếng sau nhé, thì mình mới cắt các bạn nhé. Đây các bạn, sau khi mình để lửa tiếng nhé, bánh đúc của mình bề mặt này nó đã khô rồi các bạn ạ. Nhưng mà mình cắt về phần máy trong nhé. Nhưng mà các bạn không để lâu ấy, thì cái máy trong này của mình nó vẫn không thể khô được các bạn ạ. Đây, để tầm nửa tiếng nữa ra nhé, để cho nó nguội và khô hẳn ấy, thì các bạn mới cắt được nhé.
Nhưng mà các bạn cắt ngay ấy, thì nó rất dính và không ngon các bạn nhé. Với cách quế bánh đúc này rất đơn giản, các bạn có thể quế cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Đây, bây giờ mình sẽ cho ra cái đĩa này các bạn nhé, và mình ăn với tương này các bạn nhé. Thì các bạn, khi mình để được nửa tiếng, bánh đúc của mình nó đã khô và ráo, thì mình cầm lên nó rất dễ. Nếu các bạn mà cắt luôn lúc nào nhé, thì nó không ráo nữa, thì các bạn cầm lên sẽ bị gãy các bạn ạ. Thì các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món bánh đúc truyền thống nhé. Và mình sẽ chấm với tương này, ăn rất ngon, tương bần này các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé.